Và một ca khúc tiếp theo xin gửi tặng tới tất cả quý vị là một tình khúc được mang tên Nhạc Hoa Lời Việt. Ca khúc này là một nhạc phẩm rất nổi tiếng, được ca sĩ Lưu Bích thể hiện rất là thành công. Và hôm nay xin được cover ca khúc này, xin được gửi tặng tới tất cả quý vị ca khúc Hoa Nào Không Phai. Vâng anh, cơn mộng đã tan trong
nhiều. Đây là một ca sĩ rất nổi tiếng, mọi người nhìn sẽ nhận ra.